là cái thấy biết đó nó an trú luôn trong người mình, không có mất nữa. Cho nên làm sao mình phải nhắc mình hoài, nhắc hoài, nhắc hoài, nhắc những cái trí tuệ, cái sự thật đó. Rồi đó mình nói là mình phải nhớ cảm thọ. Thọ ơi, thọ đi đâu rồi thọ? Thọ đi chơi rồi hả thọ? Thọ quay về nha thọ. Thương thọ nhiều nha thọ. Phải chăm sóc cái cảm thọ của mình. Mà mình phải nhớ, thứ nhất là mình phải nhìn lại. Mình nhớ thì mình mới nhìn, mình không nhớ thì sao mình nhìn? Mình nhìn thì mình mới thấy. Mình thấy rồi thì mình mới biết cái tình trạng của nó như thế nào. Mình biết cái tình trạng của nó như thế nào thì mình có cách xử lý phù hợp. Và khi mình xử lý xong rồi thì nó an ổn. Đó là cái sự vận hành của cái công phu. Mình cứ hướng ngoại hoài, mình cứ dòm cái này dòm cái kia, dòm người này dòm người nọ, vô tu không lo dòm lại mình, không nhìn thấy lỗi mình, chỉ lo dò xét cái sai của người khác, rồi tu phiền não không. Nói chuyện ra là người này sai, người kia trật, người nọ phiền não. Đi tới đâu là tham sân si tới đó. Đi tới đâu là hơn thua đúng sai tới đó. Đi tới đâu bản ngã tới đó. Đặt tâm sai hướng tu suốt đời rồi cũng ở trong cái dòng lẫn quẩn của khổ đau, không có diệt khổ được. Đó, cho nên khi mình trình pháp như vậy rất là quan trọng. Sắp tới con sẽ cho phân nhóm ra trình pháp, phân nhóm ra trình pháp. Mỗi một nhóm khoảng chừng 8 người thôi, trình pháp cặn kẽ, rồi con sẽ chia sẻ chi ly thấu đáo những vấn đề nội tâm của chúng ta. Thật ra là mình phải đặt tâm đúng hướng, phải niệm thọ, niệm thọ tâm thiền, niệm tâm hòa kính, niệm tâm từ ái, niệm tâm khiêm hạ, niệm cái nồi dĩa, niệm cái đồ chậm chân. Hồi nãy bước vô nhà có nhớ không? Có không? Niệm cái đồ chậm chân, niệm cái nồi dĩa, niệm cái nồi dĩa rách, niệm cái người ăn xin, niệm cái kẻ thấp hèn thấp kém không có giai cấp. Mình bây giờ trở thành cái người hoàn toàn không có giai cấp trên cuộc đời này. Mình không có thầy cô gì chứ, mình là cái nồi dĩa. An trú tâm đó là an trú tâm của bậc hiền thánh. Chỉ có cái nồi dẻ thì nó mới không hơn thua với ai hết trơn. Chứ còn nếu mình có một người thì làm sao mà không có hơn, không bằng, không thua được, phải không? Hãy có một người là có hơn, có bằng, có thua. Có người thì có cao, có thấp, có đen, có trắng, có mập, có ốm, có giàu, có nghèo, có sang, có hèn. Mà còn cái ý niệm cái tôi của tôi, cái tự ngã của tôi có một người thì làm sao mà vào trong chánh kiến được. Loại bỏ cái suy nghĩ đó ra, loại bỏ cái suy nghĩ tôi ta với người nào đó, loại bỏ ra. Suy nghĩ nó sanh khởi lên, từ bỏ, xả vô lượng tâm đó. Con xin từ bỏ cái tôi này, từ bỏ cái suy nghĩ này là tôi, từ bỏ cái suy nghĩ rằng cái cảm giác này là tôi. Con xin từ bỏ. Con xin từ bỏ cái hình bóng trong tâm này là tôi. Con xin từ bỏ cái nhận thức cái trong tâm này là tôi. Con xin từ bỏ cái suy nghĩ đó. Tất cả nó chỉ là hành thôi à. Đức Phật nói là tất cả là cái gì? Nó là hành, tức là sự suy nghĩ. Thì do mình suy nghĩ hoài như vậy đó, rồi từ trong một cái không có mà nó thành ra giống như là cái có vậy. Cho nên nó mới ảo tưởng về một tự ngã nó được thành lập. Đúng là nó không có, nhưng mình cứ nghĩ tới nó hoài, nghĩ nó hoài, nó hoài, cho nên thành có cho mấy người sợ ma đó. Nó đâu có đâu. Nhưng mà nghĩ, có chỗ này chắc có ma.
chỗ này chắc có ma, rồi tự nhiên đi cái rung chân cẳng rồi rung víu rồi chân sợ, để mình nghĩ hết rồi nó có. Nếu mình nghĩ chỗ này có Phật, thấy không? Giờ mình không nghĩ chỗ này có Phật, mình nghĩ chỗ này có ma, thấy chưa? Chỉ như vậy là chẳng qua là gì? Đó là trở về cái câu là tất cả pháp với tất ý làm sanh khởi đó. Mình cứ nghĩ đó, tôi hoài, tôi bằng, tôi hơn, tôi thua, tôi thế này, tôi thế kia, người nọ vậy, mình cứ so đo hoài như vậy, thì làm sao mà mình có thể từ bỏ được cái ý nghĩ về một tự ngã? Cho nên là an trú tâm, những cái pháp ở trong cái bài lại đức hạnh ngài Xá Lợi Phất là tối thượng. Chúng ta về nghe lại chính pháp an trú tâm, tầm quan trọng của tâm hiền trí, con đã chia sẻ 9 buổi 8 buổi gì đó. Nguyện tâm như địa thủy quả phong, rộng rãi bao dung chẳng buộc ràng. Nguyện tâm an trú như nùi giả rách, có gì để lên mặt hơn thua. Mà nếu như trong chúng mình mà ai cũng ăn chú tâm giống như cái nồi dẻ vậy, có chuyện không à? Có không? Êm ái không? Hòa hợp thanh tịnh không? An lạc trang nghiêm tu hành không? Chúng ta thấy nó rõ ràng vậy mà. Mà mình không chịu làm cái nồi dẻ, mình muốn ở ngực hất mặt lên, thì nó có chuyện á. Mà cái đó là cái gì? Đó chỉ là một cái suy nghĩ, một cái ảo tưởng, một cái cảm giác thôi, chứ đâu có thiệt đâu. Đâu có thiệt. Mình học thân hình niệm rồi, mình học niệm thân rồi, đâu có. Đâu có một cái gì trong này mà kêu là Thích Minh Thành đâu. Giờ ta nói Thích Minh Thành ngu á. Dạ đúng rồi con ngu dữ lắm, vô minh còn nhiều lắm. Con đang học để học minh. Vậy rồi phải không? Hay là mình cãi lộn lại cái nào phải? Cái nào phải hơn? Mà người ta lại người ta kêu cô ngu quá à. Tu gì mà ngu quá vậy? Mình có cảm ơn được không ạ? Con cảm ơn, dạ con ngu cho nên con mới tu. Nhất trí không? Con ngu cho nên con mới tu. Chứ con trí huệ con còn tu gì nữa, con ngu, ngu dữ lắm cho nên mới tu. Mà càng tu con càng thấy con ngu. Nhất trí không? Nhất trí không? Càng tu con càng thấy con ngu. Con ngu dữ lắm con mới tu. Mà càng tu con càng thấy con ngu đó. Mà càng nhìn sâu vô trong này con càng thấy con lú. Càng ngày con càng thấy cái ngu con nhiều. Cho nên cái bài để ngay cửa phải không? Đọc đi, đọc coi. Đọc 3 lần. Đó, mình càng nhìn lại mình mới thấy những cái pháp này nó quý lắm. Mình không có tu, mình đọc phớt phớt ngoài vậy đó. Mình không có thấm. Mình tu rồi mình mới thấm, mình ngu. Mình ngu không còn chỗ nào để nói, nó quá ngu mà. Có không? Hở chút là sân si, hở chút là hơn thua, hở chút là ta đây. Rồi tự mình đốt lên cho mình bị cháy. Tự mình phóng hỏa đốt nhà, tự thiêu. Có không? Rồi tự mình nhảy xuống cái dũng lầy, rồi mình cho lúng ở dưới, rồi mình kêu trời kêu đất, rồi tự mình đó là vác cái cục đá thật là to đặt lên trên cái vai của mình, rồi mình la trời ơi sao mà nó nặng dữ vậy nè trời ơi, mà la lên mà không chịu buông cục đá xuống là bản ngã. Bản ngã đó. Như vậy khôn hay là
Vậy người ta kêu ngu là đúng chưa? Cho nên là định tu cái này đó là cái người chân thành thì tu được cái pháp chân chánh. Tại vì cái người chân thật, cái người thật thà, ngay thẳng, chấp nhận sự thật thì mới học được chánh pháp. Còn cái người không chấp nhận sự thật, mình nói cái là người ta sân si liền á. Đó, chúng ta thấy không? Cho nên là phải an trú được những cái pháp đó vào trong tâm mình, chứ không phải chỉ đọc tụng trong cái thời khóa. Phải đem cái hình ảnh đó làm cái định tướng, làm một cái định tướng, luôn luôn cho cái hình ảnh đó nó hiện khởi lên, luôn luôn suy nghĩ về cái nội vẻ đó, cái hình ảnh nội vẻ đó nó hiện lên, cái suy nghĩ về nội vẻ, cái cảm thọ mà mình trở thành một cái đồ mà cho người ta chà đạp, ta dẫm đạp lên đó, phải chịu cái cảm thọ đó. An trú tâm mình 7 ngày trời là làm cái nội vẻ, hình ảnh nội vẻ đó nó hiện ra hoài như vậy đó. Cái cảm thọ có một cái nội vẻ, cái suy nghĩ về cái nội vẻ đó. Giờ như vậy đó, mình an trú vậy 7 ngày, 1 tháng, rồi 3 tháng, rồi 6 tháng, tâm mình nó sẽ co lại, nó co rút lại, nó lắng dịu xuống, nó an tịnh lại. Cái bản ngã của mình nó sẽ giảm thiểu xuống. Là từ 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 rồi mình sẽ đi vào trong cái tâm hiền, là nhờ những cái pháp an trú đó. Nhờ những cái pháp an trú đó. Chứ đâu phải là chúng ta chỉ đọc rồi nghe. Nghe không vậy, đọc không vậy được. Mà chúng ta an trú được những pháp này chúng ta hạnh phúc lắm. Không có diễn tả được cái hạnh phúc. Nó ngọt ngào mà nó dễ chịu, mà nó bình an, mà nó hạnh phúc, mà nó hỷ lạc. Tại vì mình còn cái gì nữa đâu mà có ai hơn thua với mình. Ủa, nội vẻ mà có hơn thua gì đâu. Ai lợi hơn thua, mình cũng thương thôi. Mình không có giận, mà mình lại giàu giạt, mà mình trở thành tỷ phú trong đạo Phật. Mới đặc biệt có bài kinh giàu, giàu lớn. Trong kinh Nikaya có bài kinh giàu lớn. Là cái người này có một cái cảm thọ rộng lớn, hiền thiện, từ bi trí tuệ của người này là phong phú ở trong cái cảm thọ, giàu dạt một cái tình thương, một cái tâm lắng dịu, ngọt ngào, thanh lương, mát mẻ, hiền thiện, yêu thương, gọi là giàu lớn trong đạo Phật. Giàu lớn trong đạo Phật là chúng ta có được những cái cảm thọ đó thiệt là nhiều, dư giả, phong phú. Chúng ta không cần phải đi tìm tình thương của người này người kia, lại thuộc trong cái dục ái tham ngoài nữa, mà tự trong con người mình nó phong phú, nó giàu có, nó dư giả, nó sung mãn những cái cảm thọ hiền thiện, dư diệu, dạt dào. Mình không còn đi tìm kiếm nữa, mình không còn khát khao nữa, không còn đi đuổi tầm cái gì chi cầu ở đâu nữa hết. Mình ngồi bất cứ chỗ nào, mình ở bất cứ chỗ nào, chỗ đó là chỗ an lạc. Dầu cho mình ở dưới gốc cây, ở trong rừng, ở trong một cái nhà lá, mái tranh, mình cũng thấy được sự bình an. Mà mình muốn gì, mình phải thực tập thật là nhiều. Mình phải niệm, niệm pháp, niệm pháp, phải tác ý làm cho pháp đó sanh khởi. Sau đó niệm, niệm tức là mình suy nghĩ nó ra, suy nghĩ những cái pháp đó, phát triển nó lên, thiền quán đó. Còn nếu mình chưa biết thì mình mở những cái bài thiền quán đã có sẵn, mình nghe. Sau này khi mình đã biết cách rồi, mình thuần thục rồi, mình sẽ tự mình tác ý.
Nhớ chưa? Chúng ta nhớ không? Nhớ lâu lâu gặp bạn hỏi chị nhớ không? Sư cô nhớ không? Sư huynh có nhớ không? Tao là hỏi mày có nhớ không mày? Biết không? Biết biết mày là ai không? Ngũ quẩn à, có nhớ không? Tâm ơi có nhớ không? Nhớ đi Tâm, đừng có quên. Đừng có quên. Khi đi phải nhớ. Nhớ sắc đi nè, tứ đại đi nè, cục thịt đi nè. Đi cho đàng hoàng, đi cho vững chãi, đi cho chững chạc, đi cho thảnh thơi, đi cho ung dung, đi cho bình an, đi cho trầm tĩnh. Đó là tác ý riết rồi nó sẽ quen, mai mốt mình không cần nhắc nữa, tự động nó đi vào trong cái gì, cái sự thuần thục tự động. Sáng này chúng ta có tụng 24 quan nghi à? Ta tụng tới quan nghi thứ 18 phải không? Những cái quan nghi đó là nhắc cho mình nhớ đó. Vỏ, vỏ cây đó. Rồi cái thiền tập là cái thân cây ở trong. Rồi cái trí tuệ quán chiếu tác ý đó là lõi cây bên trong. Cái cây đó là cây Bồ Đề, cây giác ngộ chúng ta đang trồng. Chúng ta đã nảy mầm ở lên cái cây rất là nhỏ, vì chúng ta phải tưới tẩm hoài, tưới nước, dung phân, bảo vệ, chăm sóc. Chăm sóc. Lúc trước ở cái am tranh nó có cái cây bồ đề rất là lớn, cái rễ nó ăn vào trong cái nền, thì con thì cũng bận lo đi giảng dạy, con không để ý, có cái vị nói để gì nó hư nhà hết, cho nên nhổ đem qua bên kia, nhổ đem qua bên kia thì mười một chục năm sau nó y nguyên vậy, nó không lớn nữa. Khi để ngay chỗ đó thì nó lớn, dời nó qua chỗ khác thì nó bị chai, làm như cái thổ nhưỡng cái đất cái chỗ đó nó không có phù hợp. Thì trong chỗ đó con nhìn ra được cái pháp. Mình đã có cái hạt giống, mình đã được nảy mầm, mà trên một cái miếng đất phì nhiêu thì mình mới có thể tăng trưởng phát triển được cái cây giác ngộ của mình. Còn nếu như dầu cho mình đã là một nảy mầm, đã là cái cây rồi, nhưng mình đem để vô cái chỗ không có dưỡng chất, 10 năm không lớn y nguyên vậy. Chúng ta nhìn thấy cái tượng Phật trắng trắng chỗ đường đi đó, cái cây bồ đề đó là cái cây đó từ hồi cái thất khai sơn tới giờ mà có nhiêu đó. Còn cái cây đa nhật là trước cái thất đó, là nó sau cái cây bồ đề mà nó lớn vậy. Thì cũng vậy, thầy lành bạn tốt, một chúng hội hiền thiện tinh ba rất là quan trọng, rất là quan trọng. Một mảnh mảnh đất phì nhiêu màu mỡ đầy dưỡng chất để nuôi cái cây giác ngộ chúng ta. Đừng có chạy lung tung. Bây giờ con thấy tu chạy nhiều lắm, chạy lung tung, không có phân biệt được cái nào đúng nào sai, nào chánh nào tà, chạy lung tung, xách vỏ chạy. Đừng có nói cư sĩ, người xuất gia cũng vậy. Qua tàu xong rồi qua tạng, qua tạng xong rồi qua đủ thứ hết, thái miếng gì đó.
Mình tìm cái pháp, mình được cái pháp rồi là mình tu. Chứ không phải là mình cứ học cái này một chút, cứ kiên chút rồi mình hãy đi qua nước nào mình trở về mình thành người nước đó. Giờ mình nói tiếng đó không à, không ai nghe được hết đó. Thành ra cái đó là cái học hướng ngoại, không phải là cầu pháp giác ngộ. Một người đặt tâm đúng hướng là tìm cái pháp diệt khổ, nắm được cái pháp đó là mình thực hành. Cái khổ đau nó nằm trong cảm thọ chúng ta, trong các tưởng, trong các suy tư. Bây giờ chúng ta ngày đêm quay lại để nhìn ra nó, nhiếp phục chế ngự xử lý nó một cách nhiệt tình, một cách triệt để đáo để, bằng tất cả tâm lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực, sức lực, thần lực của mình, pháp lực của mình, bằng tuệ lực của mình. Chứ không phải là đem về được một cái hình thức hay là một cái ngôn ngữ ở nước ngoài. Không phải. Ở đây cũng vậy, chúng ta lên để nắm được cái pháp hành để mình thực hành. Chứ không phải chỉ là những cái cảnh vật hay là những cái hình thức. Chúng ta nhớ cái phần đó. Thành ra là phải nhớ nhiều. Phải nhắc lại nhận diện ngũ uẩn. Những cái vị mới về là tuyệt đối là phải nắm thật vững nhận diện ngũ uẩn. Không có nắm được cái này thì không có tu học được cái gì hết á. Tất cả quý thầy, quý cô, các Phật tử, các vị tập sự xuất gia, đừng có sĩ diện. Hãy mình chưa nhận diện ngũ uẩn thuần thục là tới cái giờ học đó phải đi. Cho đến khi nào mà mình nhận diện ngũ uẩn một cách rõ ràng, rành mạch, không còn nghi ngờ, phân vân lưỡng lự nữa, thì mới phá được cái triền cái thứ năm là nghi. Còn nếu mà mình không có nhận diện ngũ uẩn rõ ràng là sau này mình tu không có được. Tâm mình không có biết, và làm sao mà mình sửa tâm, trị tâm, tu tâm, làm chủ được tâm. Cho nên là cái nhận diện ngũ uẩn là tuyệt đối quan trọng, từ lúc mới tu cho đến lúc thành tựu cứu cánh. Chúng ta nhớ nha, nhận diện ngũ uẩn là đầu và cuối của sự tu tập. Một người không có nhận diện ngũ uẩn được, hoặc nhận diện không có rõ, không có rành, nhận diện lờ mờ lộn xộn, thì không thể nào thành tựu được chánh tri kiến hết á. Đừng nói chi là diệt tận các lậu hoặc. Bây giờ con ví dụ nè, cái nhà mình đóng cửa hết trơn, cái người đi vòng ngoài à, họ biết là trong này có cái gì trong này không? Biết một cách tường tận đầy đủ hết tất cả mọi khía cạnh, góc độ, đồ đạc trong nhà này không? Mà có dọn được không? Họ dọn dẹp vệ sinh được không? Thì cũng y vậy thôi. Cho nên đó là cái điều thứ nhất con nhắc, là phải nhận diện ngũ uẩn thật là thông suốt trước khi xuống núi. Bất cứ bằng hình thức nào, quỳ lại mấy thầy mấy cô, dập đầu lại cũng được, xin chỉ cho con. Con còn chưa biết cái chỗ này con chưa rõ. Phải nắm cho được cái đó. Cái thứ hai, sau khi nhận diện ngũ uẩn á, mình có cái sự an trú cảm giác toàn thân. Sau khi an trú cảm giác toàn thân á, thì mình sẽ nhận diện được các cảm thọ. Sau khi nhận diện được các cảm thọ, mình sẽ biết được trong cảm thọ nó có tham sân si bản ngã. Sau khi biết được trong cảm thọ có tham sân si bản ngã, thì tương thích tương ứng mỗi một cái loại rác nào, thì mình dùng những cái dụng cụ để quét rác, dọn rác, hốt rác, nó tương thích tương ứng phù hợp. Nói vậy chúng ta dễ hiểu không à? Cái nào mình chùi, cái nào mình quét,
cái nào mình lao, cái nào mình phải chà bằng bàn chải sắt, và cái nào mình phải dùng thuốc tẩy mạnh nhất thì nó mới, ngôi nhà nội tâm mình mới sạch hoàn toàn. Chứ không phải ngồi im ru đó mà chờ ngày nào cái bừng lên cái rồi xong cái ngộ hết trơn. Tưởng tượng không phải. Đức Thế Tôn nói này, các tỳ kheo, trong giáo pháp của ta không có việc bất thình lình đột ngột chứng ngộ, không có. Mà Đức Thế Tôn nói giáo pháp của ta có sự tuần tự tu học. Chúng ta thấy không? Nói ví dụ dễ hiểu nhất à. Cái chìa khóa mở cửa cái hả? Mà cái chìa khóa phải đúng à. Đưa chìa khóa khác là có mở được không? Đâu có được. Chìa khóa mà chìa khóa không trúng cũng mở không được nữa. Đúng cái chìa khóa mở cái cửa, có phải mở cửa vô là xong không? Mở cửa vô mà mình nhìn phớt phớt ngoài đây không à. Mình không có nhìn trong phòng, mình không có nhìn trong góc nó có con chuột chết trong, có con cắt kè nó ở 4, 5, 7 con nó ị trong. Thấy chưa? Không có toilet trong kia, nhiều khi là chưa có dọi. Nếu mình không đi kỹ thì mình không thấy hết. Không thấy hết. Mình phải đi hết cái ngóc ngách. Đó là sự nhận diện ngũ uẩn một cách vi tế, khích khao, sát sao, cẩn trọng, cẩn thận, kỹ lưỡng. Tức là mình đi từng ngóc, ngóc ngách từng chỗ để mình nhìn hết. Khi sau khi mình nhìn hết, mình phát hiện là à, có con chuột chết. Chỗ này có mấy cái chỗ con tắc kè nó ị. Rồi ở trong toilet nó còn mấy cái chỗ chưa có dọi, nó dính trong đó. Thì như vậy thì mỗi một cái mình tương thích là mình dùng mỗi thứ này thế nào? Quét hay là máy hút bụi hay là hốt, rửa. Rồi trong bàn nhà vệ sinh là mình phải dùng cái gì? Cái gì? Cái bàn chải, cái cây chà cọ. Mà nếu mà không sạch nữa thì phải dùng cái thuốc gì? Đó. Thì như vậy chúng ta thấy không? Nó hết sức thực tế, cụ thể, rõ ràng không? Hôm nay có dùng cỏ chưa? Hay là mới có quét sơ sơ ở ngoài thôi? Đó. Đó. Mà những cái tác ý mà mãnh liệt, mạnh mẽ, mà mai mốt trình pháp thì chúng ta sẽ được học. Thì phải dùng bàn chải sắt. Chà nó đau đớn lắm. Nó chảy máu. Nhưng mà rồi nó sạch sẽ. Sạch hết. Một cái tâm trong sạch. Một cái tâm bình an. Hết trơn những cái mùi hôi thối bẩn thỉu rồi. Không thôi là không có chùi, không có dọi, không có tẩy, không có cái thuốc để mà làm cái gì cho nó tan hết trong bồn cầu đó. Thuốc đó là thuốc gì á? À, những cái thuốc đó là phải cần nhiều viên. Nó bốc hơi dữ lắm. Cái miệng nó bốc hơi. Lại nói ra là sao? Tham sân si, phải không? À, nói với nhau là tham sân si. Con mắt là nó có không? Có rực lửa không? Nó bốc ra những cái mùi hôi thối. Những cái bài kinh đi cái nhà Đức Phật nói hết trơn à. Đức Phật nói là nó thối ịn mà cái thay thối. Đức Phật nói là cái thay thối. Bốc mùi hôi tanh. Những người tu mà còn đầy dẫy tham dục đó, thì Đức Phật nó giống như cái thay chết thì nó bốc mùi vậy đó. Không ai chịu nổi hết. Tham sân si là cái mùi cực kỳ khó chịu và kinh hãi, còn hơn mùi tử thi nữa. Vậy mà hỏi đọc không ai nhớ nha. Đó, nó độc hại lắm. Đừng có để cho nó bốc mùi, phải dùng mấy cái viên thuốc viên đó. Quá giải triệt để một cách cho nó tiêu hết, tiêu dung hết. Tiêu mà nó không còn một chút mùi nào nữa hết chứ. Không còn một chút màu nào hết, sắc tướng không còn, mùi không còn. Diệt tận một cách hoàn toàn. Mà nếu như vậy thì chúng ta nghĩ rằng là công phu cỡ nào, mình ra công cỡ nào,
mình dụng công cỡ nào, mình để tâm cỡ nào, mình còn có thời gian dòm ngó người này người kia hơn thua không, tham sân si với ai không. Đó, như vậy mới là một cái người vệ sinh tuyệt vời nội tâm của chính mình, là một người dọn dẹp hết sức là chu đáo, một người tu hành thật sự là chân chánh. Làm những việc cần phải làm, làm những việc cần phải làm những việc nên làm những việc quan trọng, làm những cái việc mà bổn phận của mình phải làm. Hành trì theo phạm hạnh là vậy đó. Chữ phạm hạnh là Đức Phật nói đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, này các tỳ kheo, như vậy gọi là cứu cánh phạm hạnh, dứt hết tham, dứt hết sân, dứt hết si, này các tỳ kheo, như vậy gọi là thành tựu đức hạnh cao thượng nhất của một người xuất gia. Sống đời sống chánh trí, vị ấy xứng tỳ kheo. Sống đời sống chánh trí, sống đời sống hướng đến sự ly tham, sự nhàm chán, hướng đến sự chấm dứt những thân xác bẩn thỉu, tanh hôi, đầy bệnh tật, bất an, lo lắng và sợ hãi này, hướng đến sự chấm dứt. Tu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, với mục đích hướng đến sự nhàm chán, ngũ uẩn, với mục đích hướng đến sự lìa tham đối với ngũ uẩn, với mục đích hướng đến sự chấm dứt đoạn tận ngũ uẩn, hướng đến sự từ bỏ thoát ra đối với ngũ uẩn. Mục đích của chúng ta là vậy, của Đức Phật dạy là vậy. Tất cả pháp môn tu 37 phẩm trợ đạo là nhằm mục đích thấy được cái bản chất khổ đau, bất an, tai họa, bất tịnh, bất trắc, bất thường, bất ổn, bất an, bất định. Để chúng ta nhàm chán một cách hoàn toàn, để chúng ta lìa tham nó không đáng để mình tham. Không đáng để cho mình tham. Cái thứ đau khổ này tham để làm cái gì? Một cục lửa than như vậy ai cũng quăng dục hết, là phàm phu. Nhưng một cục vàng là ai cũng giành giật hết. Chỉ có bậc đa văn thánh đệ tử mới biết được cục vàng đó không khác gì cục lửa than, mà cái tai hại của nó còn hơn nữa. Người đó có thể chết. Người bóc cái cục lửa than nó chỉ phỏng tay một chút thôi, nhưng mà cái người lấy cái cục vàng đó có thể trong đêm nó không còn mạng sống nữa. Ai thấy được điều đó? Chỉ có bậc đa văn thánh đệ tử. Quăng luôn, không những quăng cục lửa than mà cũng từ bỏ cục vàng. Tuyệt diệu không? Đó là nếp sống ly tham của bậc thánh đệ tử.
Chúng ta nhìn thấy Đức Thế Tôn có giống vậy không ạ? À? Có phải Ngài vậy không ạ? À? Sao chúng ta không chịu làm giống Ngài ha? Mình đi theo Ngài, mình bỏ cha bỏ mẹ đồ hết, mình cạo đầu đó Ngài. Con là thích tử nè. Con là trúng trung tôn. Mình xưng nghe ngon lắm, nghe hay lắm. Mà cái gì Ngài làm cơ, mình thôi cái này làm được đâu, khó lắm. Thôi tu gì được rồi. Tu vậy khổ lắm. Chúng ta thấy không? Thấy sự tác ý của mình nó sai không? Như vậy làm sao gọi là sống đời sống chánh trí được? Cho nên chúng ta thấy những cái pháp này chỉ ở trong rừng núi mới chia sẻ mới phù hợp. Phải không? Con thành thị không hợp đâu. Con biết thân con. Dạ. Con chuẩn bị trước. Dạ mô Phật. Con biết cái thân phận này, cái nồi dẻ này, rồi trước sau gì người ta cũng đá. Thành ra là 18 năm trước con chuẩn bị sẵn, khi chưa vào dòng pháp này. Làm sao mà người vô văn phàm phu có thể chấp nhận được cục vàng đó là khổ đau? Làm sao ông ta chấp nhận được? Mình nói sao ông ta tin ông này nói gì vậy? Ông không có, ông nói vậy. Làm sao ông ta chấp nhận được? Chỉ có bậc trí tuệ. Đó gọi là chánh trí. Chúng ta thấy lời Đức Phật thấm thế không? Thấm không? Thấm đậm. Thấm vô tới tim, vô xương, vô tủy, vô não của mình. Làm sao mà một chúng sanh phàm phu có thể chấp nhận được ngũ uẩn này là cái đáng nhàm chán, cái đáng từ bỏ. Những cảm giác này là khổ đau. Làm sao mà ta chấp nhận? Cho nên Đức Phật mới thành vô thượng chánh giác, Ngài không có muốn thuyết pháp. Ngài không có muốn thuyết pháp. Pháp ta chứng ngộ là ly tham, thậm thâm, vi diệu. Chúng sanh đầy dẫy những dục vọng tham ái, làm sao hiểu được pháp của ta? Thì lúc đó Phạm Thiên Samba-ti trong khoảng co duỗi cánh tay biến mất ở cung trời, xuống đảnh lễ Đức Phật, cầu thỉnh ba lần: Bạch Thế Tôn, như chư Phật quá khứ vì từ tâm, những chúng sanh ít nhiễm bụi đời có thể nghe hiểu được pháp của Như Lai, xin cung thỉnh Thế Tôn thuyết pháp. Bạch Thế Tôn, cung thỉnh Thế Tôn thuyết pháp. Bạch bậc thiện thể, cung thỉnh Ngài thuyết pháp. Sau đó Đức Phật mới bắt đầu tới vườn Nai xoay chuyển thánh pháp luân, mới khai mở chánh trí, mới hiển thị đạo lộ của bậc thánh, trình bày bốn sự thật về ngũ uẩn, sự thật về khổ đau, sự thật của nguyên nhân của đau khổ, và đạo lộ diệt tận tất cả khổ đau. Chúng ta lại Phật, chúng ta phải nhớ chánh trí. Ngài để lại cho cuộc đời này một trí huệ bất tử, một trí tuệ bất tử, bất diệt, bất hủ. Như người dừng đứng với bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ bị lạc hướng,
trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh pháp, chúng con xin quy y chúng tăng, mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. Chúng ta phải thấm tình thương của Đức Phật, phải thấm thía từ tâm của Đức Phật, phải thấm đẫm ân đức, ngập tràn ân đức của Thế Tôn. Chúng ta phải có lòng tin với Đức Thế Tôn, lòng tin bất động. Chúng ta phải có lòng tin với giáo pháp Nikaya tuyệt đối. Chúng ta phải có lòng tin với bốn đời tam chúng hiền thánh, tịnh tính bất động. Chúng ta phải thành tựu lòng tin vững chắc đối với thanh giới. Mình học cái này để mình tu, âm thầm mình tu. Các cô, các thầy nhìn thấy con khi tiếp đãi Phật tử không? Nhiều khi hòa mình với người ta nói lớn mình cũng phải nói cho nó thân thiện chút. Nhưng mà ở trong của mình biết. Không lẽ giờ họ lại mà mình thực hành ba pháp? Thấy không? Mà con nhiều khi con gặp mấy cô có bị vậy á, mấy thầy cũng vậy đó. Con kêu mở tâm ra, lúc mà pháp đàm là mình phải mở tâm để mình nói một vấn đề. Cái lúc đó có gì, mình chưa có khéo léo thiện xảo trong cái việc sử dụng mà cái pháp gọi là ba pháp, mình chưa có khéo léo. Cái lúc mà con mở mắt, con nhìn, con hướng về nói thì mình phải nhìn lại, mình mở cái tâm để mình đón tiếp. Còn mình đặc biệt lắm, khi nào con nhìn thì gì, mà tới lúc mà con gì thì nó nhìn hoài chờ. Thành ra nhiều khi con cũng không biết làm sao nói. Thành ra là nó phải gọi là cái người tung thì người kia phải hứng. Thì đó là cái cách thiện xảo. Nhiều khi cái lúc con muốn trao, con nhìn không thèm dòm, mà tới lúc con nhắm xuống con thiền quán thì cứ dòm hoài. Nhiều khi con ngành rồi con cũng thôi kệ, im ru thế giờ biết làm sao vậy. Người tung thì người hứng. Hồi đó con học với thầy của con đó, Phật đạo sư đó, là chỉ từng chút từng chút từng chút từng chút một. Người tung người hứng. Cho nên cái người đó họ có cầu thỉnh không? Họ có hỏi mình không hay tự động mình lên mình khoe? Cái chỗ này nữa. Mà ngay cả một cái người cầu học mà tâm không đủ chân thành cung kính thì cũng chia sẻ nhẹ phớt vậy thôi. Chứ đừng nói gì cái người không có cầu học, không có nói. Mà mình phải chánh niệm, mình mới biết được cái gì nên, cái gì không nên. Cái gì nói, cái gì không nói, lúc nào nói, lúc nào im lặng. Mình phải có chánh niệm. Còn không là cái dục nói của mình á, mình muốn cái này hay quá, cái này tôi số 1 nè, tôi này ngon quá, tôi phải nói cho ông biết cái ngon của tôi vậy nè. Phải không? Mình cũng tham, mình cũng thúc dục, mình cũng muốn khoe. Thì cái đó cũng là tốt, nhưng mà nó chưa phải là tốt. Nếu người đó tha thiết cầu thỉnh,
Thật ra chúng ta thấy không? Thấy mình có phước không? Các bậc hiền trí. Phải là một cái tâm ngoan hiền, một cái tâm mềm mại, một cái tâm ngay thẳng, hiền thiện, chân chất. Họ phải một người chân chánh mới có thể tiếp nhận được cái thánh trí tuệ. Thành ra chúng ta thấy là cái này nó không phải cái đơn giản. Một cái tâm bản ngã, một cái tâm quanh co, một cái tâm không có chân thật, chân thành, chân chánh, không thể học được cái chánh pháp. Nếu có học thời gian cũng tự động bỏ thôi, bị đào thải, bị cái chánh pháp nó đào thải. Tại vì cái tâm chống đối không có tiếp nhận. Nó có những vị là: thầy ơi con không có tu, nó tu mệt mỏi quá, tác ý mệt quá, con ngồi con thở gì cho nó im ra, nó khỏe, nó an lạc, thì giờ con nói làm sao? Mình thương thôi, chứ giờ sao? Đó, cha mẹ mình nhà đó, mình nói mình muốn chia sẻ có được không? Được không? Đó, chồng con mình đó, mình muốn cho họ tốt, mình biết cái này nó quý lắm nè, mình muốn đưa thuốc bổ, đưa thần dược, thánh dược, Phật dược cho họ, có chịu không? Họ đang bệnh đó, họ chịu không? Thấy chưa? Mình có phước không? Sau 2600 năm mà mình được đón nhận một cái dòng những lời dạy nguyên chất của Đức Phật như vậy, mà mình cúi đầu, mình làm con ngoan, mình nghe theo từng câu từng chữ, mình không dám một cái ý niệm chống đối. Mà nó chống đối nhiều lắm chứ không phải không đâu, nhưng mà mình sao nhiếp phục nó, phải không chú Trương? Có không? Thấy chưa, hôm trước chú trình pháp đó, là bên trong mình nó chống dữ lắm. Tại vì cái vô minh, cái tham ái với cái chấp thủ, cái bản ngã là nó chống. Bởi vì mình là tham, mình ưa tham, mình thích tham, mình khoái tham, mình mê tham, mình ở trong tham vô lượng kiếp. Bây giờ nó ly tham là đương nhiên nó không chịu thôi. Làm sao nó chịu? Mình yêu bản ngã, mình thích bản ngã, mình khái bản ngã, mình mê bản ngã, mình sống ở trong cái bản ngã vô lượng vô biên kiếp. Bây giờ kêu đập cái bản ngã đi, diệt tận nó đi, cho nó thành cái nồi vé đi, nó chống hồng. Mình ưa sân, mình thích sân, mình khoái sân, mình mê sân, mình ấp ủ sân, mình nuôi sân, mình ở chung với cái sân. Bây giờ kêu phải diệt tận sân. Thấy chưa? Mình mê vô minh, mình ham vô minh, mình thích vô minh, mình yêu vô minh, mình sống trong cái bóng đêm vô minh. Bây giờ soi ánh sáng vô mình chán không hết, mình không chịu, mình sống đói với mình. Mình muốn mình sống vô minh vậy đó. Mình ưa bông lung, mình ưa phóng vật, mình thích thả lỏng các căn, mình thích tâm mình vất vơ vất vưởng như vậy đó. Bây giờ kêu mình thu nhiếp chế ngự là khó chịu, phải tu khó, phải thở mệt, phải không tu nữa. Thấy chưa? Thấy không? Cái tâm buông lung phóng vật, thả lỏng các căn, nó chống đối, nó không muốn, nó không muốn, nó muốn tung tăng, nó muốn thả lỏng, nó muốn buông lung, nó muốn phóng vật, nó muốn vất vơ vất vưởng vậy đó. Thích ngồi nghĩ cái này tưởng cái kia, tơ tưởng cái nọ, tham sân si bực bội vậy đó. Chứ còn kêu nó để ngồi an tịnh lắng dịu ngọt ngào, nó không chịu, nó không chịu. Cho nên chúng ta thấy không, cả một cái công trình chiến đấu. Cho nên mỗi chúng ta ngồi đây là một dũng sĩ tâm linh. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, oai hùng lên, hùng lực lên, dũng mãnh lên, tinh tấn lên, hãy đứng dậy lên đường. Hãy đứng dậy, hãy dấn thân,
hãy đứng dậy. Giữ cái cảm thọ này, giữ cái cảm thọ đang hiện có đó, duy trì cái cảm thọ đó, hồn lực tinh thần để tụng.